rồi, nó chỉ có một cục thôi, một cái rễ thôi. Mà cái này cũng khó đấy chứ, mình đào kiểu này thôi thế nào cũng sót cái cũ của nó, mà đã sót cũ là nó lên nữa. Duyên hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Mới đây quên rồi. Đời người sống được bao lâu, càng ham muốn lắm, càng đau khổ nhiều. Bạc tiền, chồng vợ đùm đeo, đến khi nhắm mắt, mang theo được gì?
Trước đây thầy có làm bài thơ quay về bờ giác. Thời gian trôi mãi, vạn vật đổi thay, kiếp nhân sinh biến chuyển hàng ngày, lẽ thịnh suy hiển bày trước mắt, lợi danh tài sắc lạc thú vinh hoa, chỉ là mồi nhử người ta, đắm say thì sẽ đọa xa thân tàn. Mạng sống trong hơi thở, gia nghiệp trở thành mây, bánh xe sinh tử lăn hoài, khổ đau ba cõi biết ngày nào ra. Hãy mau tỉnh mộng ái hà, quay về bờ giác, vượt qua luân hồi, tìm đường giải thoát ai ơi. Thank you.